Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay nhà mình có món bánh flan phô mai. Món bánh này có độ mềm mịn giống như bánh flan thông thường. Điểm khác là nó sẽ hơi béo hơn và vì có phô mai nên nó có độ hơi dẻo dẻo. Đối với mình, món bánh này rất là mát và hợp với mùa hè. Các bạn cùng làm với mình nhé. Nguyên liệu mình cần như sau. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị phần nước đường. Mình cho vào nồi 60g đường, thêm vào một thìa canh hay 15g nước. Mình bắc lên bếp đun ở lửa trung bình. Mình sẽ đun đến khi mà nước đường chuyển màu cánh gián. Khi nước đường đã chuyển màu nâu cánh gián thì mình sẽ tắt bếp và cho vào một thìa canh hay 15g nước. Các bạn cẩn thận vì nước đường giờ rất nóng. Khi mà nước đường còn nóng và chảy thì mình sẽ cho vào các cốc đựng. Hôm nay mình sẽ làm bánh vào các cốc nhựa dùng để làm bánh flan. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị phần flan. Mình dùng 50g kem phô mai cream cheese. Các bạn cũng có thể thay bằng phô mai con bò cười cũng được. Mình sẽ nghiền nhuyễn phô mai. Sau đó mình cho thêm 100g sữa đặc có đường. Lượng sữa đặc các bạn có thể thêm bớt một chút tùy theo khẩu vị. Mình đánh đều cho phô mai hòa quyện với sữa đặc. Sau đó mình cho hỗn hợp này vào nồi. Thêm 270g sữa tươi không đường. Và 30g kem tươi whipping cream. Kem tươi giúp cho flan béo hơn, nếu không có các bạn có thể thay bằng sữa tươi không đường luôn. Hỗn hợp này mình sẽ bắc lên bếp đun ở lửa nhỏ để sữa ấm và hòa quyện. Trong lúc đó thì mình sẽ đập 2 quả trứng vào bát, khối lượng trứng tổng cộng không tính vỏ là khoảng 100g. Mình thêm vào 2 lòng đỏ, khối lượng 2 lòng đỏ sẽ vào khoảng 36g. Mình thêm vào 1/2 thìa cà phê tinh chất vani. Mình sẽ đánh nhẹ nhàng cho trứng tan và không bị bông quá. Khi sữa đã ấm nóng thì mình sẽ bắc xuống và đổ vào bát trứng. Khuấy đều. Sau đó mình lọc hỗn hợp này qua dây vào cốc. Khi này thì mình chỉ cần chia vào các cốc nhựa với phần nước đường. Nước đường đã để nguội, nó sẽ đóng thành lớp cứng ở phía dưới. Mình xếp các cốc flan vào sừng hấp. Thường mình sẽ đun sôi nước, sau đó hạ lửa thật nhỏ để nước không bị sôi mạnh quá, nhưng mà nó vẫn có hơi nước nóng bốc lên. Làm như vậy thì bánh flan của mình sau khi hấp sẽ không bị rỗ nhé.
Mình dùng xưởng hấp tre nên nó cũng không sợ nước nhỏ xuống vào bánh. Nếu dùng nồi hấp thường thì các bạn nên bọc vung nồi với khăn để nước không nhỏ xuống làm rỗ bánh nhé. Trong khi hấp, nếu thấy nước nóng quá, các bạn có thể mở vung nồi để hỗn hợp không bị sôi, sẽ tránh làm rỗ bánh hơn. Mình hấp bánh sau khoảng 25 phút là bánh đã chín. Tùy kích cỡ bánh to nhỏ mà mình có thể hấp thời gian dài hơn hay ngắn hơn. Tuy vậy, nếu ta hấp thời gian dài mà bánh vẫn rất lỏng thì nghĩa là nhiệt thấp quá, các bạn nên tăng lửa một chút nhé. Bánh chín thì mình sẽ thấy mặt bánh đông, mình nghiêng thì không thấy nước lỏng nữa. Mặt bánh khi còn nóng nó sẽ rung rinh như thế này, khi mình để tủ lạnh thì nó sẽ cứng hơn một chút nữa. Bánh flan này mình sẽ để nguội, sau đó để trong tủ lạnh trước khi dùng. Bánh mình có thể bảo quản trong khoảng 3-5 ngày trong ngăn mát. Món bánh này siêu mềm mịn mát, hơi béo béo, dẻo dẻo và không bị mùi trứng. Các bạn cùng làm thử món bánh này cho mùa hè nhé. Nhớ cho mình một like và bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất cho các món tiếp theo trên kênh. Hẹn các bạn trong video tới.